Rất vui khi được gặp anh em tại channel của LC Thiên Đường Quần Bò Nam Đẹp. LC chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, sản xuất, bán buôn, bán lẻ quần jean nam cao cấp số 1 trên thị trường hiện nay. Đã đến với cái video của ngày hôm nay thì mình sẽ lên cho anh em một món phụ kiện. Đây là một trong những cái chiếc thắt lưng được rất nhiều anh em lựa chọn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái chiếc hộp rất là vuông như này, màu da cam, bên trên thì sẽ có dòng chữ xanh nổi, đó rất là đẹp. Mở ra thì bên trong sẽ có bưu thư cũng như là một cái đớt pads, hoặc là cái phần này là cái phần nơ cài ở ngoài để anh em có thể mang đi tặng. Đây chúng ta sẽ có một cái dust bag, còn bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm của nhà sản xuất anh em nhé. Cái túi này thì nó sẽ được thiết kế theo kiểu dạng thít vào nên là anh em có thể rất là tiện lợi khi mà cầm đi du lịch hay là đi công tác thì rất là ok. Này, túi anh em có thể thấy rất là đẹp luôn. Đó, rất là dày dặn và được may cũng như làm rất là hoàn chỉnh nhá. Còn bên trong này chính là nhân vật chính của chúng ta, thì chúng ta sẽ có một cái chiếc dây da lưng màu đen, mặt vàng. Thế nên là mình sẽ bỏ ra để cho anh em cùng xem một cách dễ dàng hơn. Về đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái chiếc mặt này của chúng ta thì là bằng vàng anh em nhé. Đấy, được phủ một lớp sơn chrome trên này, rất là vàng, sáng bóng cũng như là lấp lánh luôn. Một số những cái điểm mà giúp cái chiếc thắt lưng của chúng ta trở nên đẹp hơn thì nó có những cái đường vân nhỏ như này, rất là tinh tế. Chất liệu da thì phải nói rất là mềm mượt luôn, khi mà mình bẻ hay là mình xoắn như thế này nó không hề hấn gì cả, rất là mềm nha anh em nhé. Đó, độ bền cái này thì anh em có thể sử dụng tới 2-3 năm thoải mái luôn. Và nếu mà anh em sợ cái này nó bị cũ thì anh em cứ sử dụng xi đánh vào, nó sẽ rất là bóng cũng như là cái độ bền của em nó sẽ được rất là lâu. Ở bên trong phần mặt lưng của chúng ta thì nó sẽ được vít ở đây rất là chắc chắn, cũng như là cái này nó sẽ được đi theo cái phong cách là bấm lỗ anh em nhé. Đây, chữ ở trên này rất là đẹp luôn này. Đó, ở bên trong này cũng như bên ngoài. Cái chiếc dây này thì như mình nói rồi, nó bấm lỗ thì nó sẽ đi theo kiểu là giấu dây anh em nhé. Đây, giấu dây khi mà anh em thắt vào thì nó sẽ như này. Đó, nhìn rất là đẹp, nhìn rất là hoàn hảo đúng không ạ? Không bị thừa cái phần dây ra mà nó được đút thẳng trong như này. Nhìn rất là gọn gàng, nhìn rất là sang trọng. Về chiều ngang, chiều dài của nó sẽ là 46/115 anh em nhé. Đây nó sẽ ở phần cuối này. Đó, kể cả da thì anh em nhìn thấy mặt trước mặt sau đều nó là như một luôn. Đường chỉ may thì cực kỳ là sắc nét, tinh xảo, đều nhau tăm tắp một. Đó. Đường chỉ này thì nó sẽ cố định ở những cái điểm da nha anh em nhé. Thì khi mà anh em sử dụng ấy, thì cái phần này của chúng ta sẽ không bị bung ra. Đó, rất là đẹp luôn. Và nếu như anh em nào đang tìm kiếm cho mình những cái chiếc thắt lưng, phụ kiện, hàng hiệu, chất lượng cao thì đây có lẽ là một trong những sản phẩm anh em không thể bỏ qua. Anh em mua hàng nhanh tay liên hệ tới Zalo 0934848481. Ngoài ra bên mình còn có rất nhiều kênh thông tin bán hàng khác nhau và các cái mẫu khác bên mình có để bên dưới phần mô tả. Rất cảm ơn anh em đã xem video này. Anh em đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để có thể cập nhật cho mình những cái sản phẩm quần jean nam hay phụ kiện nam mới nhất, hot nhất, thịnh hành nhất, chất nhất anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một ngày vui vẻ.